baby bus. Robot Dino đáng sợ. Wow, trông nó thật là ngầu. Bạn nhỏ này có thích không nào? Cháu có ạ. Thằng cháu còn khủng long này nhá. Hả? Miễn phí sao? Đúng vậy, hoàn toàn miễn phí. Wow, cháu cảm ơn cô nhiều. Chào cháu. Ngủ ngon nhé con yêu. Ngủ ngon. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của con trai. Và giờ con trai chúng tôi mất tích rồi. Xin hãy giúp chúng tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể giải được. Con gì đó kỳ, trông thật là đáng sợ. Chúng tôi nhận được nó miễn phí từ một cô người lạ ở trên phố. Con T-Rex này trông thật khả nghi. Papillon, hãy kiểm tra nó ngay. Đã rõ. Đây là kết quả. Có một con chip điều khiển bên trong con khủng long T-Rex này. Có vẻ như có người đã dụ trâu con ra khỏi nhà bằng cách điều khiển con T-Rex này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi đã định vị được mục tiêu. Chúng ta mau đi tìm trâu con về nào. Là giọng của trâu con. Nhanh lên. Này, dừng lại. Sao họ lại tìm ra được mình ở đây nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Có cách rồi. Hãy thử món này đi. Chào quán mất à. Các người thấy đồ chơi của tôi tuyệt vời không? Hả? Dobby, Babylon. Hả? Tôi đến đây. Ôi không. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Đi đến tận
tận cùng của trái đất. Tạm biệt nha. Ôi không, cô ta lại trốn mất rồi. Đừng lo, tôi đã hack được hệ thống điều khiển của chiếc xe đó rồi. Hả? Để tôi cho cô ta một bất ngờ lớn. Các người sẽ không bao giờ tóm được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Giờ sẽ vào đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Mình lại thất bại rồi. Linh Dương, cô đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không nên nhận bất kỳ vật gì từ người lạ. Có thể có đồ vật nguy hiểm ở bên trong chúng. Vì vậy, các bạn phải luôn cảnh giác nhé. Các bạn có nhớ được không nào? Không chơi với xà phòng. Ôi trời, nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm này đi. Đúng rồi. Tắm sạch hết bùn đất này đi nhá. Ra phòng tắm. Kêu, kêu cho con ơi. Gì, cái gì? Xảy ra chuyện gì thế? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là vai bố. Nhà của tôi tràn ngập bong bóng xà phòng rồi. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với đống bong bóng xà phòng này vậy? Vào trong xem sao. Cửa lối nào nhỉ? Tay nắm cửa đây. Lạ thật đấy, tay nắm cửa đang chạy mất. Bắt được rồi. Mũi của tôi. Tôi xin lỗi. Đến đây, tôi tìm thấy cửa rồi. Bao bóng. Để đó cho tôi. Tôi sẽ thổi bay tất cả. Voi bố, anh ở đâu? Cuối cùng cũng vai bố. Bong bóng đã vào trong mắt làm tôi đau quá. Bong bóng có thể gây hại cho mắt của bạn. Hãy rửa sạch chúng ngay bây giờ. Tiếng gì vậy nhỉ? Các con của tôi vẫn ở trên tầng. Hãy cứu chúng. Anh ơi, anh đâu rồi? Voi em đang ở đâu? Hãy đi lên cầu thang. Sàn nhà nhiều bong bóng nên rất trơn. Babylon, chúng tôi cần một số dụng cụ chống trượt. Đã rõ. Dụng cụ chống trượt, dụng cụ chống trượt. Nó đây rồi. Nhìn đây. Hút bồn cầu. Nó làm việc tốt đấy.
voi anh. Hey. Mới có nhiều bong bóng như vậy. Các bé, chơi với xà phòng tắm sẽ rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu không bao giờ làm thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, không nên chơi với xà phòng tắm, xà phòng rửa tay hoặc dầu gội đầu. Tất cả đều tạo ra rất nhiều bong bóng. Nếu chúng nhỏ giọt trên sàn, bạn có thể bị trượt chân và bị thương. Và nếu bong bóng chui vào mắt bạn, chúng có thể khiến mắt bạn bị cay, thậm chí tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều đó. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Wow. Nó là kho báu. Chúng ta tìm thấy rồi. Ý. Hey. Hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. Cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Pavilion, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador. Hả? Anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới này ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, à, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Hả? Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Hả? Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ? Sao mà nhiều bọ thế này? Cứu mời. Chuột chuối anh. Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà
nhiều bọ thế này. Chúng sợ tôi nên đi rồi. Hả? Tiếng gì thế nhỉ? Ừ. Chạy đi! Là chuột chuối anh! Đi nào Babylon! Tuân lệnh! Đi lên nào Ruby! Giữ chặt cái thang đó. Ruby, đi làm cho tôi. Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa cháu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Dây điện nguy hiểm. Tiếng gì vậy nhở? Tiếng gì thế nhở? Gì thế kìa? Có khẩu anh bốc lên kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì đó không ổn. Cứu cháu với. Chuyện gì xảy ra với khủng long đồ chơi vậy? Chạy chạy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Để tôi đi xem sao. Tôi sẽ đi cùng với anh. Hình như nó bị cháy. Một con quái vật mỏng, dài và kêu tành tạch. Có lẽ là... Ôi không! Dobby, Babylon có thể gặp nguy hiểm. Tính tạch tạch sao? Nó phải ở gần đây chứ nhỉ? Dobby, ở đằng kia. Dừng lại ngay. Chân tôi tê cứng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi giúp anh. Đừng. Có thể có điện xung quanh Dobby. Điện ư? Dobby, đặt hai chân của bạn gần với nhau. Rồi, giờ nhảy qua phía tôi như một chú thỏ đi. Giống như thỏ. À,
Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy? Tôi cho rằng con quái vật dài, mỏng và kêu tạch tạch mà bọn trẻ nhắc đến là một đường dây điện. Dây điện sao? Khi một đường dây điện chạm đất, nó sẽ nhiễm điện cho mặt đất gần đó. Và nếu các bạn đến gần, bàn chân của bạn sẽ cảm thấy tê cứng. Trong trường hợp đó, các bạn cần chụm hai chân lại và nhảy đi, giống như một chú thỏ. Nếu không, tính mạng của các bạn có thể gặp nguy hiểm. Và nếu bạn thấy ai đó bị điện giật, đừng chạm vào họ, nếu không bạn cũng sẽ bị điện giật theo đấy. Hả? May quá đi. Chúng ta cần tìm đường dây điện đó ngay để ngăn ngừa tai nạn tiếp theo. Vân Trang bé nhỏ hành động. Vân Trang bé nhỏ, hãy tìm đường dây điện bị rơi quanh đây. Tan tan. Hả? Tan tan. Tan tan. Tan tan. Ôi không, có một cột điện sắp đổ rồi. Chúng ta cần sơ tán mọi người ngay bây giờ. Bóng bay của cháu đây. Bám chắc vào đây. Thật là đáng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi nhìn thấy đường dây điện rơi trên mặt đất, hãy nhớ tránh xa nó. Nếu bạn tình cờ đi vào một khu vực có điện và chân bạn cảm thấy tê cứng, đừng đi xa hơn nữa. Nhấc một chân hoặc chụm hai chân lại và nhảy ra khỏi đó, giống như một chú thỏ. Nếu bạn thấy ai đó bị giật điện, bạn không bao giờ được đến gần họ. Bạn nên nhờ người lớn giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Đừng ăn quá nhiều. Đừng ăn nữa em trai. Em đã ăn nhiều quá rồi mà. Nhưng nó rất là ngon. Ăn nữa là em sẽ bị đau bụng đấy. Em muốn ăn nữa cơ. Thôi nào, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Tiếng gì thế nhở? Chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, em trai cháu bị quái vật giòn tan mất đi rồi. Giúp cháu với. Quái vật giòn tan ư? Bọn chúng sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quái vật giòn tan mất em cháu vào rừng rồi. Quái vật giòn tan ư? Có chuyện gì đó ở đây. Robby, chúng ta hãy đi vào rừng để kiểm tra xem sao. Đã rõ. Lừa em. Tôi không hề tin có quái vật.
Dobby, nói cho tôi biết nếu anh nghe thấy bất kỳ âm thanh rắc rắc nào. Đã rõ, hãy tin vào tôi. Thấy rồi, đằng này. Ở đằng kia. Bắt được rồi. Nó chỉ là con bọ nhỏ thôi. Đợi đã, có một âm thanh rắc rắc khác. Ở đâu? Anh đang dẫm lên những miếng bim bim. Bim bim ư? Đó là vị thịt nướng. Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ âm thanh rắc rắc đó là do những miếng bim bim này. Rắc rắc, vậy là chính là nó. Hãy đi đường này. Đi đường nào đây? Là tiếng rắc rắc ở đằng kia. Nó là thật sự có một quái vật giò tán. Không, hãy tiến đến xem sao nào. Đó không phải là quái vật, đó là lừa em. Có chuyện gì với cái bụng của cậu bé vậy? Nó to quá. Bụng của mình. Đi nào. Bụng của mình đau quá đi mất. Ôi không, bắt lấy cậu bé. Cháu đã ăn quá nhiều. Ôi không. Đi nào. Ôi không, có một vách đá phía trước. Bụng của cháu đau quá. Đó là bởi vì cháu đã ăn quá nhiều. Đưa cậu bé đến bệnh viện thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, ngay cả khi có đồ ăn ngon, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Nó có thể khiến dạ dày và ruột của bạn phải làm việc quá sức, khiến bạn cảm thấy buồn nôn và tăng cân. Tất cả chúng ta cần phải có thói quen ăn uống lành mạnh. Các bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Đừng để đồ vật vào mũi và miệng của bạn. Lại đi, nhanh nào, xếp hàng thôi. Dâu tây ngon nhất thế giới đây. Tôi lấy một túi. Tôi lấy một túi. Tôi cũng lấy một túi. Được rồi, từng người một nào. Đến lượt tôi rồi. Sắp bay đến đây. Tôi sẽ lấy một túi dâu tây. Anh không được chen hàng đâu. Xin lỗi, tôi đã hết dâu tây mất rồi. Ôi, ngon quá đi. Đừng lo lắng. Với những hạt giống được lai tạo đặc biệt của tôi, bạn sẽ được ăn dâu tây thơm ngon sớm thôi. Chính nó. Nếu như mà có hạt giống này, mình cũng sẽ có thể tự trồng dâu tây. Lần sau chúng ta mới mua được dâu tây. Có trộm. Nhanh đến xem sao nào. Anh Sóc, anh bị làm sao vậy? Tôi bị óc cái thứ gì đó. Tôi sẽ giúp anh đẩy chúng ra. May quá. Cảnh sát trưởng Labrador, ăn giống đặc biệt của tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Sao cơ? Vừa rồi
Tôi thấy một tên trộm ăn cắp hạt giống của tôi. Vì vậy tôi đã cố gắng lấy lại chúng. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì mà tôi không thể làm được. Không có ai rời khỏi nhà kho. Các cửa sổ đều được khóa. Tôi nghĩ tên trộm đang trốn trên trần nhà. Đứng lại ngay. Chính là hắn. Bỏ tôi ra. Người không thể chạy thoát đâu. Dừng lại. Nhanh lên. Ở đằng kia. Dobby, anh có ổn không? Tôi ổn. Hắn đã chạy được kia. Đi thôi. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Dừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Có giỏi thì bắt ta đi. Tôi không thở được. Cứu tôi mà. Thật là đáng sợ quá đi. Anh không nên trộm đồ. Hãy đi với chúng tôi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng bao giờ cho những thứ nhỏ như hạt đậu, quả hạch hoặc viên bi vào mũi hoặc miệng của mình. Nó có thể gây khó thở và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Hãy ghi nhớ điều đó.